Xin chào cả nhà. Tiếp tục xuất khẩu nghệ Hải Phòng, bên em lại thanh lý cho các bác một thân nồi có nồi áp suất Tefan dung tích thân của nồi áp suất dung tích 5,5 lít nhé các bác nhá. Đây con này 5,5 lít này. Hàng này. Press soup cooker này. Đấy. Dung tích 5,5 lít, nồi inox 2 đáy dày lặng nhé các bác nhá. Nhìn nồi còn rất đẹp luôn. Không ám ố, không bị oxy hóa hay là không bị cấn cá gì cả. Này, tay còn đẹp luôn nhé các bác nhá. Tay còn quá đẹp luôn. Nồi bên trong đây các bác nhìn chưa? Đây con này kèm vung cho các bác này, kèm vung này. Con này bán cho các bác giá nhá, 400 cộng mê tiền ship, ship mất 30.000 nữa. Bác nào lấy thì chuyển khoản cho em. Đấy. Hàng thanh lý thì em không thu cốt, bác chuyển khoản, các bác chuyển khoản cho em nhé. 430.000 cả ship, nồi inox 2 đáy dày, con này nặng phải tầm gần 2 cân đấy ạ. Gần 2 cân. Tầm cân 7 cân 8. Hôm vừa em lên có một đôi đấy, nó giống như con này. Bác nào lấy thì alo em nhé. Số điện thoại 0934230664. Còn duy nhất một cái thân này thôi. Hết cái dòng hai đai hai tay này rồi. Cũng rất là nhiều bác hỏi nhưng mà em không nhớ số điện thoại ấy. Bác nào xem thì chốt sớm thì lấy này. 400 cộng 30.000 tiền ship, chuyển khoản cọc à, chuyển khoản lên đơn nhé các bác nhé. Em không thu cốt ạ. Hàng thanh lý rồi, không thu cốt. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.